Xin được giới thiệu dàn giám khảo khách mời là những danh ca, những ca sĩ nổi tiếng, danh ca Họa Mi, danh ca Trang Lý Dân, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Quỳnh Lan. Xin trân trọng mời các thành viên trong ekip thực hiện chương trình, người rất quen thuộc với chúng ta và hỗ trợ các anh xin rất nhiều để tạo được hình ảnh đẹp, chuyên viên trang điểm, chuyên gia trang điểm Hồ Khanh, nhạc sĩ Yên Lam, vâng và đó tôi Minh Đức, và xin mời ông Nguyễn Thanh Phú sẽ lên tặng hoa cho ban giám khảo, các khách mời cũng như ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn ông Nguyễn Thanh Phú rất nhiều. Vâng, và chúng tôi cũng giới thiệu một gương mặt rất đặc biệt đến với buổi họp báo ngày hôm nay, người vừa đăng quang chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa 4, ca sĩ Vũ Phương. Rồi, xin cảm ơn các giám khảo. Bây giờ xin mời các khách mời cho giám khảo chúng ta cùng ngồi phía bên này ạ. Vâng, thưa các anh chị, vừa nãy lúc đầu chương trình thì tôi cũng đã nói qua một chút về cái chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ, khi mà mỗi một nhạc sĩ sẽ là chủ đề, là nhân vật chính trong một vòng thi, thì có những nhạc sĩ vẫn còn sống và đang làm việc như chú Hàn Châu, thì chú sẽ đến với chương trình và sẽ hiện diện cả trong vị trí là khách mời đặc biệt cũng như là giám khảo của chương trình. Còn có những nhạc sĩ đã trên đây chúng ta từ rất là lâu rồi, thì chúng tôi cũng sẽ có những nghệ sĩ khách mời là những học trò, là những đồng nghiệp, là những người bạn thân thiết để có thể chia sẻ rất nhiều những câu chuyện về những nhạc sĩ đó cũng như về âm nhạc của họ. Thì ngay sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một số những hình ảnh chúng tôi đã ghi được từ những vòng thi đã ghi hình của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa đầu tiên. Xin mời. Tiếp nối chuỗi thành công của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát qua số 4 mùa phát sóng, một phiên bản mới sẽ đến với quý khán giả với những tình khúc vang bóng một thời, nay hiện diện trong những dáng vẻ đầy mới mẻ. Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề. Những ca khúc hay nhất của những nhạc sĩ được yêu thích nhất xuất hiện trong cuộc tranh tài của 6 gương mặt trẻ. Đào Ngọc Sang, Ngọc Trâm, Hà Thúy Anh, Triệu Long, Bảo Hưng. Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề, thêm một chương trình tôn vinh các nhạc sĩ của tân nhạc Việt Nam. Hãy Nghe Tôi Hát với phiên bản nhạc sĩ chủ đề, các ca sĩ trẻ sẽ tha hồ tỏa sáng với những dòng nhạc mình yêu thích, với những tác giả mình yêu mến. Hãy cùng thấy đâu chờ đó những sáng tạo của các ca sĩ trẻ. Tôi sẽ cùng đồng hành với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề, thêm một sân chơi âm nhạc hấp dẫn, đưa các tuyệt phẩm trữ tình đến với khán giả của ngày hôm nay. Tất cả những hy sinh sẽ được hát những ca khúc hay nhất của những nhạc sĩ tài ba nhất. Những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của các nhạc sĩ được nhìn lại. Các bài hát này viết vào thập niên 1960 là nhạc phẩm đầu tiên mà viết về dòng nhạc trữ tình. Và anh nói rằng từ cái bài Em Đi Rồi, vì tiếng hát của em mà anh thay đổi cái phong cách viết của anh. Cái bài này nó được sáng tác vào cuối thập niên 50 và nó nằm trong những cái bài mà đầu tiên mang tính chất tiên phong ở cái thời điểm đó, là đưa những cái tiết điệu Latin vào Việt Nam, trước đấy mọi người không biết điều đó. Những dấu ấn không thể phai mờ đi cùng những bài hát đã thành bất hủ. Sau nhiều năm bỏ cái người mở đầu tiên đó, tôi đã biết cái bài hát này, đó là có một chút tâm sự tâm của Hàn Châu, tâm tâm người đã quên. Cái cô mà Lý Thanh Sơn
viết trong cái ca khúc này có lần cô đã về nước và chú có nói với Thùy Trang là cái người đó đã về rồi đó con, bởi vì khi nghe ca khúc này Thùy Trang nhớ chú lắm. Cùng những phần dàn dựng đầy sáng tạo đem lại cho khán giả những cảm xúc tươi mới với một cái bài phối hoàn toàn mới lạ, nó dễ thương hơn, hiện đại hơn. Vì dòng nhạc trữ tình này mỗi thời điểm thế hệ ca sĩ sẽ biểu diễn và thể hiện khác nhau, và quan trọng là em đã đem cái hồn đến cho bài hát. Cái phá cách của em từ biến hóa rất mới cũng rất là dễ thương và rất là hợp với lại giới trẻ. Chị nhận xét rằng em đã chạm đến tim chị khi em hát ca khúc này. Và những thử thách bất ngờ mà các ca sĩ phải đối mặt. Hãy đưa thanh âm rùm phố vào các ca khúc của nhạc sĩ Thu Phương. Các em hãy thể hiện những hình ảnh của người phụ nữ qua những bài hát của nhạc sĩ Thu Phương. Hãy lồng ghép những tác phẩm của tôi với những nghệ danh mà các bạn yêu thích. Tất cả sẽ có trong Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề. Đóng xem vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.